Ngày 26 tháng 11, Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa khởi tố bị can tạm giam 4 tháng Trần Đình Thi, 26 tuổi, xã An Nông về hành vi hiếp dâm nữ sinh lớp 9. Kết quả điều tra xác định, đêm ngày 20 tháng 11, hai cô gái đang đi chơi ở thị trấn Sách, huyện Triệu Sơn thì bất ngờ bị Thi khống chế, ép lên xe máy chở ra cánh đồng vắng xóm 7, xã Minh Sơn. Thi khống chế một cô gái để giở trò đồ bài, cô còn lại đi cùng chứng kiến không dám kêu la vì sợ bị hãm hại. Gây án xong Thi bỏ trốn, nạn nhân chạy vào làng kêu cứu, hai ngày sau nghi phạm bị bắt. Công an huyện Triệu Sơn cho hay, Thi từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, mới mãn tù tháng 4.